Quý xin chào các bạn. Trưa nay nhà có khách, mình đi thăm giếng coi có được con gì lạ lạ không để làm đãi khách nha các bạn. Mời các bạn đi theo cùng mình. Các bạn thấy cảnh buổi sáng ở đây tuyệt đẹp ha. Rất là mát mẻ trong lành. Nói đảm bảo hôm nay thăm nhiều lắm. Thì ngày hôm qua mình đi câu ở ngoài sông á, coi thấy cái giếng ngoài sông á. Cá vô dữ dội lắm. Nhìn cười phái nó thấy nước ra lộ xuống nước là nhảy xuống đi. Nó vô bùa lô. Nó còn mê lội nước hơn bùa lô. Mày cái cua không cái. Luôn. Quên đem cái túi chỉ mài lưới. Tầm lum trên gốc ở đây vũ chết nữa đi trước mình đây này bô lô thì táp trường trường nó tát cái gì dưới nước giớn này khoái trúng mấy cơn mưa to rồi ạ. Giớn nhiều bạn không biết như cái này cái kiểu bẫy cá vậy. Không cần mồi gì đâu. Nếu mưa to lương rắn đường chạy dữ lắm. Con rùa nữa nè. Đang thấy rùa không? Rắn. Rắn một súng. Mấy bạn biết sao mình để cục sình lên không? Mình đè cái hôm xuống thì có chuột nó nước cạn á, chuột nó lỡ có vô nó không có cắn hư cái hôm. Nó cắn chui ở trên thì dễ mai hơn là mai với cái hôm phía trong. Cá này dính nhiều cá nè, thấy nó quậy nó nè.
dính rắn này dính lươn bự nữa ha. Đấy, thấy không? Rắn, lươn, cá. Bẫy kiểu này dính nhiều lắm. Con gì chui vô cũng dính hết. Chỉ có chuột chui vô ra được thôi. Nhưng mà mình nói ha. Bẫy cái này rất là hiệu quả. Kẹt cái hôm nó thòng dưới nó chết hết. Cái hôm nó bị tuột cái dây nó thòng xuống nó che lại cá dưới đủ nó không lên được. Chết. Có con lươn nó chết lươn. Nhiều nè. Đầy quá. Cái lóc trồng, cái lóc con bự à. Lóc chà bá luôn. Mình quấn lại cái hả? Mình quấn lại cái này mình cắt cái đó nó không bị chết nữa. Không có
Bữa nó dướng đó, mắt khô cái chết. Nóng rồi. Nên nó cạn. Cái gồm đây là cái mùi dữ lắm. Thấy vô này cái mùi. Lâu. Thấy cá quá trình cá không? Cá lương được, cá lóc rất là bự nha. Sao cái cao quá vậy lắm lạng này, có bảy lạng. Nghe chép nữa nó tông riết cái mỏ nó trầy hết. Rồi vô nha, để mình cột lưới vô nhà cho cân cho bạn coi. Rồi tới màn cân cho mấy bạn coi. Ừ, đi gần lại chút xíu. Các bạn thấy gì cần thấy. Cái này 5,6 kg đi ha. Này 8,6 kg nữa đi ha. 5,6 kg với 8,6 kg. 5 với 8 là 14 kg ha. 14,2 kg. À, cho còn 13 kg đi. Hơn 13 kg á không? 4 cái dớn mà mấy bạn thấy cá dữ dội không? Đủ thứ chứ không phải cá không? Cá, cua, rắn, rùa, lương. Rùa nè. Bự quá anh. Ủa có gắn ông súng này. Giờ đó chứ đi. Quên giờ là biến. Mình khoái lương nhất. Lương gắn 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 gì cá nè này nè, rùa đó, hành cầm rùa cái. Rùa để nuôi luôn á. Này gắn bông súng, gắn thì cá bông súng cũng cắn mà không sao. Cua đồng, cua đồng thì cũng kẹp mà không sao, chảy máu à. Nay làm thử cái món cá lau kiến chiên giòn, tại có bạn nói chiên cái dãy nó rất là ngon. Nay mằng mổ bụng chiên giòn mấy con đãi khách luôn. Rùa cá, rùa cá anh cũng biết. Anh thì là rùa đực, còn con rùa đó thì anh không biết. Tìm con lươn nhỏ nữa à, được hang lươn đổ nó ra luôn. Để phát em đổ cá này ra trước, đổ cá nhỏ không có công lựa là kiếm cái rổ. Cá sặc bổi các bạn, hay là cá sặc rằn á, này là cũng hiếm nè, cực kỳ hiếm ở đây. Hiếm ha, cho xuống ruộng mình không có ăn, hiếm để cho nó con nào nó có kết bạn được, nó đẻ thì nó càng tốt ha các bạn. Bỏ vô xô đi.
thấy dễ kiếm ăn. Là mấy bạn hỏi con cá mùi là cá gì? Đây này, đây là con cá mùi. Tùy cái địa phương thôi, mình không biết chỗ mấy bạn gọi là cá gì, cá mùi hay là cá hường nè. Hay là à, có hai tên, ở đây có hai tên nè. Cho mấy bạn coi là con cá lóc. Ai da, cá lóc đây. 600 rưỡi gram. Nhảy luôn. Anh xui. Để trên đây luôn nè, cầm cân lên trên đây luôn. Rồi, thấy không? 600 rưỡi gram mấy bạn. Đúng không? Nói mà. Nhảy luôn. Bạn thấy bảy kiểu này vô đủ thứ không, cả chục thứ nè, à, lươn rắn nè, à, tép cá sặc nè, cá rô nè, rô phi nè, à, cá trê nè, cá lau kiến nè, rùa nè, ốc nè, cua nè, lươn đồ nữa nè, đó tùm lum hết, nói chung là tùm lum. Đây cá sặc bổi với mấy con cá chép nè, cá mùi nè, mình sẽ thả cái ao sen trước, có ao sen hoàng trước á, thả cho nó muốn lớn nào nó lớn, nó đẻ vậy đẻ.